đây vùng hành quân cùng xa xôi đã rồi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh xa mỗi tháng ngày. Khi cánh vô mang tin lại những lá thư xin hầu tuyết, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào đang đêm trần ai, nhưng lá có một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo dài áo đỏ tơ mưa, quen trên đường chiều là cô rơi. Ôi ngọc ngà quen rồi chuyện đi và quen sao ánh đèn phố thì nên giống mùa xuân đơn vị, không bánh ngọt không rượu quy, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Dạ, xin cảm ơn nữ ca sĩ Hồng Hạnh. Và hôm nay là ngày 16 tháng 12. Xin mời nữ ca sĩ Hồng Hạnh giúp vui trường bài nhập học Mùa Xuân Lá Khô. Xin mời tiểu thương ở chợ mình nghe tiếng nữ ca sĩ Hồng Hạnh để giúp vui chương trình nhân nghệ hôm nay. Tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ tơ mưa, quen trên đường chiều là cô rơi. Ôi ngọc ngà rơi phố chúng đôi, lá ơi sao rơi trên dòng suối chờ cho tình anh lính làm thơ.
xoáng đơn vị, không bánh ngọt không rượu, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Dạ sau đây em xin mời chị Đào.